như dưới này. thấp xuống nữa. Đúng rồi, À, ngay đây trên à? mắt, đúng rồi. Ok, sau Ồ. đó dán cái đó ra phía sau. Xin chào anh em, lại là Thi đây. Và hiện tại là Thi đang có mặt tại nhà văn hóa Niên để tham gia sự kiện Cùng Quân Làm Việc Tốt Mỗi Ngày. Lâu lắm rồi mới trở lại nhà văn hóa Niên. Nhớ hồi đó 2017 mình có tổ chức một giải Bana Sọ Háng ở ngay đây này. Giờ thì cùng vào bên trong để xem có gì hay ho không nào. Và sự kiện hôm nay cũng là để ra mắt một ứng dụng mới, đó là ứng dụng Làm Việc Tốt của nhãn sữa Cool. Đây là một ứng dụng dành riêng cho các em thiếu nhi với rất là nhiều tính năng phù hợp với lứa tuổi và sẽ giúp cho các em học sinh nâng cao nhận thức, sống tích cực và lành mạnh hơn. Các bạn nào chưa tải thì cùng nhau tải đi nhé. Ở đây thì có hình ảnh của Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức và Đặng Văn Lâm này. Ở đây thì cũng có một khu vực văn nghệ nho nhỏ. Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm. Gia Kim và Bảo An kìa, chắc là chuẩn bị hát một bài. Ha ha, thôi đi dạo tiếp. Lanh quanh xong rồi lát nữa quanh lại nghe. Ở đây là thách thức đánh đầu nè. Còn ở đây thì là chơi nhảy lò cò. Ồ, còn ở đây là trò múa sạp. Ấy chà, toàn trò chơi dân gian ngày xưa không ta. À quên kể với anh em, sự kiện hôm nay mình diễn cùng với lại Đỗ Kim Phúc bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để làm cùng với mình nha. Phúc nó mới bảo hôm nay dậy sớm quá nên đang rất là buồn ngủ. Thôi, ráng gồng đi em. Hoặc là giờ nghe Gia Kim với Bảo An hát cho tỉnh ra nha em. Hai bạn nhỏ này thật là tài năng đúng không nào? Ok, giờ thì mình đã ở trong cánh gà và chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình. Và trong lúc chờ thì bắt gặp Đỗ Kim Phúc trốn mình đi ăn sáng một mình nha. Thôi nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào việc nào. Bye.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại sự kiện của Kun ngày hôm nay nha. Giờ thì cùng ra sân thôi nào. Yeah. Xin chào mọi người. Hôm nay rất là vui được gặp lại anh Thi tại sân bóng K34 mọi người ơi. Dạ, lâu lắm mới lên lại kênh anh đúng không? Dạ, rất là lâu này, rồi. Này có một trò vui cho em nè. Trò gì anh? Dạo này kênh anh có một cái trò rất là đỉnh và rất mọi người rất là thích. Dạ. Biến thành ba mắt tam thái dương tử. Tiễn. Ok. Như vậy là biến thành tam thái tử. À, thái mà. Dương tiễn. Cái này gọi là nhị lang thần. Ba mắt đồ. Ok. Em biết xài này chưa? Em chưa xài cái này bao giờ. Dạ, em sẽ gỡ cái này ra bệnh vô đầu cho cái này hướng phía trước. À, tức là dán cái này vào đầu đúng không? Đúng rồi. Dán phía trên thái dương của em á. Ở dưới này. thấp xuống nữa. Đúng rồi, ngay đây. Trên mắt đúng rồi. Ok, sau đó dán cái đó ra phía sau. Ồ, chặt ra. Đó. Nói chung là em dán khá là chặt vào đầu em nên cảm giác cái đầu em nó khá là nhẳng. Ồ, thế nào bình thường anh đá kiểu này à? Đúng rồi, lần nào đá banh nào cũng đều vậy á. Mọi người đá kiểu này nó cảm giác hơi bị chặt cái đầu mọi người, hay là mình dán chặt quá nhỉ? À, có thể là em dán chặt quá, em có thể thả lỏng ra tí xíu. Ừ, đúng rồi, em hơi chặt. Hơi chặt. Em dán mạnh quá. Không, em dán nhẹ đi không sao đâu, nó chống rung tốt lắm. Ok. Thì với cái góc này của Phúc, anh hy vọng là em làm một cái skill gì đó cho mọi người cùng xem. À, tức là kiểu mình làm cái gì là mọi người sẽ nhìn thấy mình. Đúng rồi, chính xác. Tức là góc này sẽ giống cái góc mình đang tăng thực tế đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như là em lên bóng nghe phải là mọi người sẽ nhìn thấy em lên bóng kiểu gì đúng không? Và em hướng dẫn skill nào mọi người cũng sẽ biết là nó sẽ như thế nào luôn. Ừ, hay đấy mọi người. Tức là ví dụ như là cái điểm tăng của Phúc như nào là mọi người cũng sẽ nhìn được rõ từ cái chân này. Đấy mọi người, ví dụ mỗi một pha chạm bóng thôi là rất là rõ cái động tác của mình. Chỉ không xài đầu được thôi. Em chưa thử di chuyển, không biết là có nhanh không? Em đá chân thử xem. Okay. Tức là nó cũng rất nhẹ nhàng mọi người, không quá khó khăn đâu. Không quá khó khăn như kiểu mình nghĩ lúc đầu đâu. Đấy. Đây đúng là một cái góc nhìn rất là mới. Tại vì không phải, ngày trước em cứ nghĩ là mọi người sẽ đeo cái kiểu GoPro thì nó rất là nặng trên đầu. Nhưng mà với một cái cam này thì em nghĩ là nếu mà mình đeo bóng nó cũng rất là ok, rất là hay đấy mọi người. Đợt cách đây một năm anh đeo GoPro lên, anh không đá được. Đúng rồi. Đành phải bỏ content đó. Bây giờ có cái này thì, tiện hơn rất nhiều. Giờ thì đã có con này thì chúng ta đã có thể. Một cái máy này anh mua khoảng bao nhiêu tiền anh Thi? 7,5 triệu. 7,5 triệu, wow. Đúng rồi, người... anh mua tới 2 cái lận. Ồ. Tại vì pin của nó rất là hạn chế. Pin của nó khá hạn chế. Nên ra nó quay được có 15-20 phút à. Ồ. Nên thành ra là khi mà nó hết pin thì anh cắm con kia vào anh xài rồi con này anh sạc. Quả là một sự đầu tư rất là tuyệt vời đến tình Thi mọi người ơi. Ok, em múa vài skill cho mọi người xem nè. Nào. Múa thêm vài skill nữa. Ok, bài giữ. Thử làm mấy quả Elastico này. Hai chân rồi. Một. Đúng rồi. Yeah. Đá sang nghe thử không? Ok, để thử xem. Hồi nãy ngoài kia nắng quá. Nói chung là anh Thi sắp máy mọi người, anh Thi bảo người nắng quá để lâu hỏng máy, nóng máy, khô rồi, nhà quay. Chờ vào trong nhà. Thôi mình cũng chiều anh Thi vào trong nhà. Ok, rồi giờ ở đây có xà ngang nè, chúng ta có 3 quả nha. Ok, sẽ thử 3 quả mọi người nha. Mình thở mẹ cho sống anh Thi trong clip thôi mọi người ạ, chứ thật ra mình cũng không cần thở thế đâu. Lượt 1 nha. Ok, bắt đầu tiên. Yeah, mọi người ơi, như vậy là ý. Ngay cổ đầu tiên mình đã sút trúng sà ngang rồi mọi người. Có lẽ nào em mà sút 3 quả mà trúng 2 quả anh nhớ phải tặng cho em một chai nước nha. Ok luôn. Chứ nãy giờ là em nói nhiều, em khát nước lắm. Em chạy nhiều em cũng mệt lắm. Lần thứ 2 nha. Ôi cao quá nhở. Đau lòng quá mọi người ơi. Đời nó không như mơ. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn một lần nữa. Mình tin là cái quả thứ 3 này, cái quả thứ ba này sẽ đem lại cho mình một cái gì đó may mắn mọi người nhá. À không, đem lại cho mình một chai nước. Các bạn hãy cùng chờ đợi nhá. Các bạn cùng chờ đợi nhá. Cho em một thùng luôn. Một thùng nước luôn. Uầy, anh Thi dạo này giàu thật mọi người, không đùa được đâu. Nói về giàu thì không có cửa với em rồi. Em làm gì có tiền đâu. Bắt đầu này. Yes. Wow, yeah, quá hay. Mình đã được một thùng nước đến từ Phạm Trọng Thi. Ok, vâng. Chắc chắn. Hiếu ơi, còn nước đi. Còn nước rồi, yeah. Cho một thùng luôn, ok.
Rồi, cảm ơn Phúc đã thực hiện cái góc BOV này với anh nha. Và nếu anh em thấy cái góc này hay thì nhớ để lại một like, một share và đừng quên đăng ký kênh. Và đừng quên qua sân K34 đá bóng để uống nước cùng với Phúc nhé. Chúng ta có rất là nhiều nước thừa ở đây, không uống hết. Các bạn qua đây uống nước cùng với Phúc nhé. Yeah, ok và bye bye.